Xin chào các bác. Lại qua được mấy ngày rồi, vẫn còn việc làm, vẫn còn cây để làm. Không mong gì nhiều hơn. Đấy, hôm nay lọc mầm cái cây, cái cục nằm điền mà mua cách đây cũng chắc chỉ độ gần một tháng thôi. Gần một tháng mà cái cục mua mà phải nợ tiền đấy các bác. Mua toàn mua chịu mà. Nhưng mà mua online thì không nợ được thì phải chốt giữ đêm xong rồi ban ngày đi vay tiền trả. Cũng rất may là bây giờ cũng còn nợ cây một ít thôi, nợ anh em một ít thôi. Thực tế là anh em cũng cho nợ chứ chưa đến hạn trả, nhưng mà mình còn nợ một ít thôi. Đấy, thì hôm nay lọc mầm hôm này thì nó là một cái sinh nam điền rất là già các bác nhìn. Phần da rẻ tôi không nói, nhưng mà các bác có thể nhìn vào những cái mầm mới mọc của những cây già thì nó có dấu hiệu như này này, nó mứng như này này, nó mứng và nó mập và xung quanh này nó sáng và nó dày những cái đốt, những cái chi thứ cấp này nó dày và nó sáng đấy. Chứ còn hàng đất lên ý thì nó gần, nó đã vươn này rồi, nhưng cái này không, cái này ở gần những khẩu độ chi thứ nhất là nó sáng và nó dày mau răm đấy. Thì là cái quan sát thôi, chứ còn có đúng hoàn toàn không tôi không dám khẳng định, nhưng mà nó chắc khoảng độ 80% là chính xác. Hôm nay thì lọc mầm cây này, nhổ cỏ và định hình lại ngọn tay chốt, cái tay này thu ngắn lại đấy. Thực tế nuôi này cũng được rồi, cái chỗ này nuôi lên ăn phân này, nuôi mứng lên rất là đẹp, nhưng mà cái khẩu này nó hơi dài. Tất nhiên sau cái này to lên thì nó kéo bè cái này ra nó đỡ, thì cũng đồng loạt nó dài đều thì nó đỡ, nhưng mà thôi mình cứ làm rụt rịt cho nó sướng đây này, bởi vì đằng dưới này nó có cái mầm âm lên rồi hay rồi. Đấy, cắt cái đấy đi và cắt luôn. Nghĩ ra công ăn việc làm mà làm các bác. Làm hơi bất chè rồi. Đây, chúng ta cùng nhau vật cái này các bác nhé. Này không có thuốc lá. Yeah.
Lọc chỗ này cho phát. Anh em cứ trêu đùa nhau ở mỗi ngày làm nửa cây, nhưng mà tốc độ mà nghỉ như này thì có mà nửa cây không đủ, gần ít cái này mà tôi bảo là mỗi ngày tôi đục một nhát, mỗi cây tôi đục một nhát đấy. Thế thì kéo dài được cái chuỗi ngày. Cái này nuôi chỉ để ấy thôi, kéo cái to chỗ này ra, không dùng cái này. Đấy, các bác nhìn cho dễ. Phi dễ đây. Cái ngọn ở đây các bác nhé, rồi vít xuống thế này. Đi xuống thế này. Như này các bạn nhìn là dễ. Cái này dựng lên một ngọn này. Cái này là chi đỡ này. Còn cả cái này bỏ đi này. Cả cái này bỏ đi. Cả cái này bỏ đi. Để làm cái điểm giật đấy các bạn. Cục kịch.
Thằng này bỏ trị qua có thuốc mà chưa phun, lười. Thuốc thì mua rồi mà chưa phun. Phun dùng thuốc mũi y tế các bác nhé. Phun thuốc mũi y tế. Thế thôi. Câu giờ thế thôi. Vâng. Đấy, em ơi các bác ơi, đã sạch sạch sẽ tí rồi. Đấy thì nó là một cỡ bự đấy các bác, hơn 20 phân chút. Tôi nghĩ nó là một cút quý và già. Đây. Chắc nó độ 20 phân. Ngọn đây rồi, sau lắc cái này lên. Lấy cái mầm ở chính chỗ này làm ngọn này. Chính cái lá này này. Làm ngọn này. Đấy, những cái này để cái này sao bỏ. Này bỏ hết. Đấy thì tổng quan nó đây các bác. Nhìn này. Vừa nãy tôi đọc đi rất nhiều mầm thở đây. Xung quanh đều có bệ hết các bác nhé. Này, các bác nhìn cái giống Nam Điền này. Dễ chứ nó phun đỏ ao lên ngược lên trên này. Không biết nó từ đâu nó ra nó cứ phun đỏ đất. Ngoặc lên trên này. Đây, cả bên đây. Khắp nơi này. Đấy. Cây này. Cây này nó là một cái cây hay. Mặt chính nó thế này các bác nhé. Đợt tôi trồng nó hơi bị xiên xiên tí. Mặt chính nó phải thế này. Đấy, các bác nhìn chính diện chưa? Cút này vừa cắt đi rất hợp lý rồi. Có mầm đây rồi. Đây rồi. Đấy. Cổ ngọn lắc lên đây quá hay rồi. Đấy, tay về chốt bên này đã ra đây rồi. Quá ngon rồi. Cái này chẳng mấy mà to đâu. Tốt lắm, cái cỡ Nam Điền già này. Cái này sau nuôi nằm thở bỏ đi thôi. Cứ vén vào đây thôi. Nhưng bây giờ cứ nuôi đã. Đấy, một tí sẹo này. Không đáng ngại cho lắm. Đây. Nó bệ biết nó lộ cổ ở dưới này các bác này. Cái này phải nhìn được ở dưới cái lúc trồng cơ. Đây, bệ biết đây có hết này. Đây là bệ nhá. Nó hơi tối đi. Đấy các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Đây này. Toàn bộ đây là thân bệ. Thân bệ nhá. Đấy. Chỗ này nó chảy nhuyễn sướng. Chỗ này nó chảy nhuyễn phê. Chỗ này, đấy. Bệ dễ chỗ này tiếp. Tay này cắt giật cục kịch rồi.
sau một lần lọc nữa là ngon. Sau một lần lọc nữa là ngon. Cái tay này nuôi để kéo cái cổ rồi xong bỏ đi. Đấy, mặt chính như này. Đấy, nó phải như này các bạn nhìn rõ. Đấy, lộ cổ chưa? Phê không? Một cây rất hay đấy các bạn. Đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bác nhé.